我是刘楚荣，今天非常的开心，今天我们去到造访嘛，松露文哦，造访的接待是这里有五千多辆，造访的还有个店，还有我来个转一下，是这里有五千多辆，这个回忆啥，毛山很đẹp luôn，文文ngọc，有个非常上头很lớn，造访rất rất chi là bự，造访với chiều cao là 50.Chiều ngang như tác phẩm là 1m05 và chiều sâu tác phẩm là 45 anh chị nhé. Tác phẩm Sông Ngư Vườn Ngọc này có giá bán là 7.2 triệu. 7 triệu 2 là giá cho một tác phẩm rất lớn. Sông Ngư Vườn Ngọc này hai chữ cái chọi em gọi cá xiên anh chị. Rất là thần thái rất đẹp luôn ạ. Vậy chắc chắn cô chắc anh chị đã biết rồi.Rất là giá trị, cái màu không phải tác phẩm nào cũng ra là cái màu đỏ đen đẹp thế này. Tác phẩm nó sẽ bị nhiều màu đen nhiều hơn, đây là tác phẩm rất lớn và đẹp. Thấy không? Cái chiên nạp rất mềm mại, còn rất bóng như thế, rất mềm mại, cái đường nét này, rất thật luôn, rất đẹp, mềm mại. Trên thị trường thì cũng có hồi xưởng em mà cũng có một số xưởng nào. Nhưng mà cái thần thái thì mỗi xưởng đã đạt đến một cái thần thái khác nhau.Như bên em này rất là này nó rất mềm mại, sau đây sẽ quay anh chị một vòng một tác phẩm mà trong khu vực nào rất nhiều vui chắc này sẽ đứng ở với chiều cao là với chiều cao 50 ngang là 1m05 và sâu tác phẩm là 45 cái giá bán là 7.2 triệu thì nhá 7.2 triệu là một tác phẩm này rất to lớn rất bự anh chị mà những gì mà mua tác phẩm này vềquả thật là rất đẹp, trưng nhà rất sang trọng với chất liệu gỗ chắc đỏ đen, nhưng mà phía sau để đặt những cái lăng san hô rất tuyệt vời. Đấy. Sau là những dạng san hô gì nhá, rất đẹp. Và tác phẩm này em sẽ ghép vào phải ghép bên đế, đây là ghép bên đế vào, nên là đế thì nó là sau ghép bên đế và cho tác phẩm vững chắc. Đấy, và những tác phẩm ra trên thì không thể nào không có phải ghép một chút vây vào được.Nó mới mềm mại được, ok. Và xem chúng ta đã quay này lần và nữa thì chị được chiêm ngưỡng tổng quan cũng như chiêm ngưỡng sắc nét hơn tác phẩm. Anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm liên hệ với Trường Vũ Xưởng Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Bên em để làm nghề đông giao phân đơn Việt trên Trường Giao tỉnh Hải Dương và những mặt hàng bên để vận chuyển trên toàn quốc, giao hàng trên toàn quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm bên em và anh chị đừng quên nhấn đăng ký cái kênh YouTube của em để xem những cái video về sản phẩm em làm ra hàng ngày. Mình rất là cảm ơn anh chị.